Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 bộ truyện Chuột Ngài Ký, một bộ truyện rất dài và rất hay của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Truyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 của bộ truyện dài tập này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Hoàng ngồi thần cả mặt ra thở dài liên tục. Thực ra thì nhà mình đã đắc tội với ai? Từ ngày cháu biết suy nghĩ tới giờ, cháu tự thấy nhà mình sống rất tốt, chưa hề làm hại người khác. Ba mẹ cháu lại rất hay làm việc thiện, cứu đói cứu nạn, thậm chí còn không tiếc tiền bạc, công sức tu bổ đường xá, xây cầu đắp đập. Thầy Tống nhìn chằm chằm vào Hoàng đang nói chuyện, ánh mắt lại đăm chiêu. Thầy bảo Hoàng đưa bàn tay cho thầy xem. Hoàng thắc mắc: thầy muốn xem gì chứ? Sao tự nhiên lại đòi xem tay của con? Cậu cứ đưa bàn tay cho tôi coi, tôi thấy ấn đường của cậu không có được sáng lắm. Ông của chúng nghe vậy thì sợ tái cả mặt. Ông vội giục cháu trai đưa tay cho thầy xem. Hoàng nhìn ông nhăn mặt rồi nhún vai miễn cưỡng đưa bàn tay tới cho thầy. Thầy Tống thoạt nhìn qua thì liền nhíu mày. Lạ thật, rõ ràng đường chỉ tay trơn láng dương thọ dài, mọi chuyện hanh thông mà sao ấn đường lại tối? Có phải gần đây cậu gặp cao nhân nào không? Hoàng nhăn mày nói: ý thầy là sao? Cao nhân? Sao lại có cao nhân à? Tôi thấy cậu gặp cao nhân nên được chỉ điểm phải không? Thằng Hoàng lúc này tỏ vẻ khó hiểu. Là ai à? Sao con không biết gì cả? Thầy Tống liền bảo Hoàng nhỏ giọt máu vào trong ly nước trong bình xem rốt cuộc là có chuyện gì. Hoàng liền làm theo. Máu nhỏ xuống để nước tụ lại một điểm chứ không hề tan ra. Sau khi thầy Tống làm phép vào ly nước thì giọt máu bị hòa vào bên trong nước dễ dàng. Thầy lấy đèn cầy đặt dưới chén rồi hơ cho ly nóng lên. Một lúc sau thì màu máu từ đỏ chuyển sang màu đen sậm. Ba người nhà ông cụ Trùng chụm đầu xem kết quả. Ai nấy đều hoảng sợ không hiểu chuyện gì. Thầy Tống cầm lấy ly nước ném mạnh ra ngoài đất. Ngay lập tức dưới đất bốc lên một làn khói nhàn nhạt. Thầy liền quắc mắt. Nói đi, hôm nay rút cuộc cậu đã đi đâu gặp ai? Hai cha con của ông của chúng nghe thầy nói vậy thì bất ngờ. Họ đều nhìn về phía thằng Hoàng đầy thắc mắc, bởi không hiểu tại sao thầy lại phản ứng như vậy. Hoàng lúc đầu cũng hoảng, thế nhưng chỉ vài giây sau lấy được bình tĩnh, cậu liền bảo: thực ra con không hiểu thì muốn hỏi gì cả. Ngày hôm nay con đi làm chỉ gặp những anh em đồng nghiệp, không gặp khách khứa hay bất cứ một người lạ nào cả. Thầy Tống lắc đầu đáp: rõ ràng tôi thấy ly nước của cậu có vấn đề. Cậu nhớ lại xem hôm nay gặp những người nào lạ hay không. Hoàng bắt đầu kể lại toàn bộ trình tự một ngày làm việc, cộng tất cả những người cậu đã gặp không sót một ai. Thầy Tống vẫn khẳng định còn có người khác. Hoàng sực nhớ ra mình có một bưu kiện được gửi tới, nhưng cậu không trực tiếp nhận bưu kiện mà có một đứa nhân viên đưa tới cho cậu. Vậy trong bưu kiện đó có gì không? Hoàng liền gõ tay lên đầu rồi đáp: nó vẫn ở cơ quan, con còn chưa có mở ra. Tại bưu kiện gửi đến lúc tan tầm, lại cộng thêm việc ba con gọi về sớm họp gia đình có việc gấp, cho nên con về luôn, quên mất đi cái bưu cục đó. Đi thôi, chúng ta đến đó xem rút cuộc có thứ gì bên trong. Cả nhà cậu Hoàng kéo nhau tới công ty để kiểm tra hộp bưu kiện mà cậu nhận được. Cánh cửa phòng được mở ra, thầy Tống đã bước giật lùi lại đằng sau vài bước rồi yêu cầu mọi người dừng lại, không ai được phép bước vào bên trong. Thầy Tống cẩn thận dùng gậy chỉ đường để thăm dò trước. Quả nhiên nơi này không hề bình thường. Thầy liền nhắc nhở: mọi người giờ đứng yên tại chỗ, đừng cố bước vào bên trong. Trong này rất là nguy hiểm. Tôi sẽ vào trước, còn lại mọi người đứng chờ hiệu lệnh của tôi. Khi nào tôi bảo mọi người vào thì vào. Còn nếu tôi hô chạy nhất định phải chạy về hướng Thanh Lâm. Mọi người nghe rõ chưa? Ba người nhà Hoàng đứng lại gần nhau. Tất cả đều xác định phương hướng. Chỉ cần thầy Tống ra hiệu lệnh, tất thầy sẽ cùng chạy. Phía trong nhà chiếc đèn điện đã được bật lên. Căn phòng trở nên sáng sủa.
Thầy Tống từ từ tiến lại phía trước bàn đang được đặt hộp bưu kiện mà Hoàng nhận được từ chiều. Bên trong có thứ gì đó động đậy, thầy Tống liền thắc mắc. Trong này rốt cuộc là gì chứ? Sao giống như là có con gì đang bị nhốt trong này vậy? Mà kỳ lạ nó lại mang theo âm khí. Thầy lấy gậy chỉ đường chọc lên chiếc hộp để kiểm tra xem có thực bên trong nhốt con gì đó hay không. Thầy Tống tiến lại gần lấy một đạo bùa dán lên trên hộp rồi bê lên lắc lắc vài cái. Tiếp sau đó thầy lại mạnh dạn dùng dao rành chiếc hộp ấy ra. Đập vào mắt của thầy chính là chiếc xương nhỏ xíu. Thầy liền trừng mắt. Trời đất ơi, sao lại có xương người ở đây chứ? Mấy người nhà ông Kim nghe thấy thầy Tống nói như vậy thì lập tức hướng mắt nhìn theo. Thầy Tống bê chiếc hộp ra ngoài cho mấy người xem, rồi nhìn Hoàng rồi hỏi: bưu kiện này từ đâu gửi tới? Sao lại gửi xương người cho cậu? Hoàng tái mét cả mặt rồi đáp: còn không biết. Thầy xem trên hộp có ghi thông tin gì không? Chỉ có người nhận chứ không có thông tin của người gửi. Ông của Trùng tự nhiên chảy nước mắt, ông nói: có phải đây là xương của trẻ con không? Liệu có phải nó lấy từ ngôi mộ lên rồi gửi cho thằng Hoàng? Rốt cuộc nó muốn gì ở chúng ta chứ? Thầy Tống quả thần xác định trong đó là những mẩu xương của trẻ con. Tuy nhiên cũng không xác định đó có phải là xương của con trai Mạnh hay không. Chiếc hộp được giao cho công an để họ mở rộng điều tra vụ án liên quan đến vụ trộm mộ. Trong hộp không có bất cứ một thông tin nào về người gửi, cũng như không nhận được bất cứ một lời yêu cầu nào, nên không xác thực được mục đích của kẻ gửi bưu kiện là gì. Đêm đó ông Kim lại tiếp tục nằm mơ, thấy có tiếng người gọi mình báo cháy nhà. Ông giật mình tỉnh dậy rồi không ngủ được nữa. Một mình ông ra ngoài phòng khách ngồi suy ngẫm lại mọi việc. Ông tự hỏi, nếu quả thật là Mạnh về báo mộng, thì tại sao không báo tin gì khác ngoài việc báo cháy nhà? Không lẽ sắp tới gia đình mình sẽ gặp hỏa hoạn hay sao? Thằng Hoàng cũng tỉnh dậy lúc nửa đêm. Nó thấy ba ngồi một mình cho nên xuống nói chuyện. Ông Kim kể cho nó nghe lại chuyện về giấc mơ và một số chuyện khi chú Mạnh còn sống. Hoàng liền thắc mắc hỏi, sau khi gia đình chú Mạnh gặp tai nạn rồi qua đời, chú đó có được trả lại sự trong sạch không ba? Con nghe ông nội nói rằng chú ấy bị người ta tố là bán bí mật doanh nghiệp ra ngoài, nên bị quân lính truy sát. Ông Kim gật đầu, có chứ. Kẻ tố cáo chính là một người làm cùng cơ quan với ba và chú Mạnh ngày đó. Vậy kẻ đó có bị trừng phạt không ba? Sao nó lại ác như vậy? Ông Kim liền đáp, nó có bị xử lý. Tuy nhiên nhà nó có ô dù nên một thời gian sau nó thoát được rồi theo gia đình sang Mỹ. Từ sau khi nó rời khỏi Việt Nam thì chưa từng quay trở về quê hương. Thằng Hoàng liền tức giận, thật là khốn nạn mà. Vì nó mà một nhà ba người phải chết oan ức. Tại sao nó không bị xử bắn mà còn được thả ra rồi đi Mỹ sống cuộc sống sung sướng chứ? Ông Kim vỗ tay lên vai của con trai mà đáp, chuyện đời là như vậy con à. Nếu cái gì cũng công bằng, chắc là ở trên thiên đường mới có. Chỉ tội cho chú Mạnh và thím Vi vừa mới đón chào thành viên mới, chưa kịp được ôm ấp yêu thương thì đã bị hãm hại rồi qua đời. Kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho ba người họ lại chỉ bị phạt vài năm tù rồi nhờn như ngoài vòng pháp luật. Hoàng nhíu mày, tại sao khi ấy ba và ông không đòi lại công bằng cho gia đình của chú thím? Ông Kim lắc đầu, đòi ư? Ai nói với con rằng nhà ta không đòi? Lúc bấy giờ xã hội loạn lạc, Mỹ đóng chiếm miền Nam, chính quyền cũng không bảo vệ nổi quyền lợi của người dân. Nhà nó có cơ cấu sẵn nên thoát tội rồi đi Mỹ nhanh như vậy. Nó được Mỹ bảo kê, con có biết không? Nhà ta lúc bấy giờ cũng bị chèn ép, kinh doanh gặp lao đao, tưởng chừng như là phá sản. May mà ông nội con còn những mối quan hệ thân thiết nên mới kéo được gia đình mình thoát khỏi khủng hoảng. Hóa ra là như vậy. Từ nhỏ đến giờ con chưa được nghe ai nhắc đến cái chuyện ấy. Con chỉ biết gia đình chú Mạnh không may tai nạn qua đời. Bởi vì chuyện ấy đau lòng cho nên không ai muốn nhắc lại, đặc biệt là ông nội. Dù gì ông cũng một tay nuôi lớn chú Mạnh,
rồi dựng vợ gả chồng cho chú thím. Sự việc đến đột ngột khiến ông ngã quỵ. Hơn 20 năm rồi, nỗi đau nguôi ngoai đi chút ít thì lại xảy ra cái chuyện trộm mộ. Thực tình gia đình mình vốn không có thù oán gì với ai. Bà không hiểu sao có kẻ nhắm vào mình như vậy. Hoàng đáp: kẻ thù của nhà mình đó thôi. Cần nghĩ rất có thể kẻ hại chú Mạnh đã về Việt Nam. Nó chắc chắn đang núp ở chỗ nào đó để tấn công nhà mình đó ba. Không chắc đâu, chuyện qua lâu như vậy rồi mà. Hoàng thấy bà nói vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Để mai con lên trình bày với mấy chú công an về việc này. Giờ chúng ta chỉ có thể liệt kê tất cả các mối quan hệ mới mong tìm ra được kẻ tình nghi đứng sau vụ này. Con đang nghi ngờ chính nó đang nhắm đến gia đình của mình. Ông của Trùng cũng dậy từ bao giờ. Ông chống gậy đứng trên hành lang đáp vọng xuống: đúng đây, thằng Hoàng nó phân tích rất đúng. Bà cũng đang có suy nghĩ này. Ông ngừng lại chậm rãi đi xuống cầu thang, tới ghế ngồi xuống nói chuyện với con và cháu. Con thử nghĩ lại cái chuyện năm đó đi. Hồi ấy thằng Mạnh giỏi như thế nào, có rất nhiều người ghen ghét đố kỵ. Con và Mạnh lại đi đâu làm gì cũng có nhau, một mình thằng Thư một phe. Nó chẳng qua muốn cướp hết công lao của thằng Mạnh, cho nên mới tạo bằng chứng giả hòng vu oan cho Mạnh. Một khi Mạnh bị bắt, gia đình ta cũng không đánh mà tự tan. Bà nghĩ nó nhắm trực tiếp tới doanh nghiệp nhà chúng ta, chứ không riêng gì thằng Mạnh. Vậy nên khi thằng Mạnh không may qua đời, nhà ta lại tìm được bằng chứng buộc tội nó. Khi nó vào tù, nó chắc chắn hận chúng ta đến tận xương tủy. Ông Kim trầm tư. Thực sự là nó sao? Vì sao chứ? Rõ ràng chúng ta không làm gì đụng chạm đến nó. Còn việc nó phạm tội thì phải trả giá cho hành vi của mình. Ngày ấy đúng ra kẻ lòng lang dạ độc như vậy phải xử bắn mới đúng. Thằng Hoàng vui mừng. Vậy thì công an rất dễ dàng tìm ra hắn thôi. Coi như có kẻ tình nghi, cháu tin rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Chỉ cần công an tìm theo hướng đó nhất định có đầu mối. Ngày hôm sau công an đã tìm người nhận bưu kiện và xác định được người gửi tới là một người đàn ông mặc quần áo bình thường, đội mũ che gần kín mặt. Thông qua mô tả công an, họ xác minh được người gửi bưu kiện. Họ cũng lật lại tình tiết vụ án năm xưa. Nhưng do cơ quan luật pháp và bộ máy chính quyền đã thay đổi, cho nên việc tìm thông tin của Thư là cực kỳ khó khăn. Cũng không có bằng chứng nào chứng minh việc Thư đã trở về nước. Vụ án lại một lần nữa dậm chân tại chỗ. Thầy Tống bấy giờ cũng chuyển tới nhà công cụ Trùng để ở, theo dõi sát sao gia đình của họ, phòng trường hợp bất chắc. Tuy nhiên đúng hôm đó gia đình ông Kim lại nhận được thư nặc danh tống tiền. Họ yêu cầu phải đưa số tiền lớn để biết thông tin phần xương cốt của gia đình Mạnh. Thậm chí trong hòm thư còn viết rõ, nếu như gia đình của ông Kim không ngoan ngoãn giao tiền, thì họ sẽ đem xương cốt của ba người nhà chú Mạnh kia ra đốt hàng ngày. Mỗi ngày đốt một chút, để mà người chết cũng bị chịu sự giày vò. Ai nấy đồng phần tư nặc danh đều vô cùng tức giận. Bọn ác nhân đào trộm mộ đó lại nghĩ ra chiêu thức tàn độc tới như vậy, hòng đòi tiền chuộc. Tuy nhiên thầy Tống lại chắc mầm chuyện này không đơn giản như vậy. Bởi nếu muốn đòi tiền chuộc, nó phải đòi ngay từ lúc nó đào trộm mộ. Cứ làm sao mà tới tận thời khắc này bọn chúng mới gửi thư yêu cầu tiền chuộc chứ? Ông Kim thấy thầy Tống phân tích hợp lý. Tuy nhiên hiện tại gia đình của ông đang nóng lòng muốn tìm lại phần mộ của ba người họ, thành thử ra là cũng quyết liều một phen. Thầy Tống khuyên can thế nào ông Kim cũng không nghe, bởi ông nói gia đình của ông thiếu người chứ không thiếu tiền. Cái quan trọng là tìm được phần mộ của người nhà trở về. Ông cụ Trùng cũng không phản đối việc dùng tiền để đánh đổi. Gia đình quyết định việc này không báo với công an, bởi sợ rằng nếu kẻ tống tiền phát hiện ra lại tiêu hủy ba phần mộ kia đi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi phần tiền chuộc, mọi người lại thấp thỏm chờ đợi kẻ tống tiền sẽ liên hệ lại để biết được cách thức và thời gian giao tiền. Quả nhiên ba ngày sau, họ tiếp tục nhận được thư nặc danh. Lần này thư được gửi đến từ một người bán tạp hóa.
ngày này được thuê đem thư giao cho gia đình ông Kim. Còn lại mọi chuyện bà ấy hoàn toàn không biết gì cả. Theo thông tin trong thư nặc danh thì 12 giờ trưa hôm sau, yêu cầu gia đình ông Kim đem tiền tích công viên 30 tháng 4. Trên đó vỏn vẹn có mấy dòng chữ, chứ không hề có chỉ dẫn phải gặp ai và đưa tiền như thế nào. Ngày hôm sau, ông Kim một mình xách túi tiền xuất hiện ở công viên. Đúng tới thời gian hẹn thì lại có một đứa bé đưa cho ông Kim một mẩu giấy, yêu cầu ông Kim đi tới nhà thờ Đức Bà để giao tiền. Cứ như vậy, ông Kim bị dẫn đi lòng vòng hết trung tâm thành phố, tới tận tối thì được yêu cầu ra bến tàu. Tại đây, túi tiền được đặt trên khoang hàng, trên đó chỉ để lại một mẩu giấy có lời nhắn yêu cầu ông Kim quay lại vườn hoa, tìm trong góc tường ngay bên cạnh lùm cây sẽ có thứ cần tìm. Ông Kim chạy thục mạng về tới nơi, nhưng vườn hoa chẳng có người, món đồ ông cần tìm cũng không thấy. Quá tức giận, ông lên cơn đau tim. Tới khi tỉnh lại, ông Kim thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là con trai đang nằm gục xuống cạnh giường. Có lẽ cả đêm qua Hoàng thức trong ông nên cậu mệt mà ngủ quên đi như vậy. Hoàng thấy ông Kim đã tỉnh táo thì hỏi thăm tình hình, nhưng ông Kim cho hay mình đã bị lừa. Cái đó lấy tiền nhưng lại không hề đưa xương cốt của ba người nhà chú Mạnh. Hoàng nắm chặt bàn tay thành quyền đấm mạnh xuống giường. Khốn kiếp, lẽ ra chúng ta nên nghe lời của thầy Tấm. Con chỉ e cả này lợi dụng việc nhà ta bị đào trộm mộ, dựng nên cái này để lừa gạt tiền bạc, chứ hắn ta thực chất không hề có giữ xương cốt của chú Thím. Ông Kim bấy giờ cũng nghĩ tới tình huống ấy, nhưng ông lại vẫn ôm hy vọng rằng kẻ đào mộ chỉ có mục đích tống tiền. Ông đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như việc chỉ đơn giản là tống tiền thì sẽ dễ giải quyết, chỉ cần đưa đủ số tiền chúng yêu cầu thì tự khắc sẽ lấy được hải cốt về. Đằng này chúng dẫn ông đi hết nơi này tới nơi khác, tiền mất mà tật mang. Thầy Tống bấy giờ cẩn thận xem xét tất cả những mẩu giấy mà bọn chúng để lại cho ông Kim. Những nét chữ trên đó đều hoàn toàn khác nhau. Điều đó có nghĩa là kẻ lừa đảo này phải có rất nhiều người và chúng rất tinh vi. Thầy liền dùng chính những mẩu giấy ấy để mở trận, hòng tìm được thông tin của kẻ đứng đằng sau. Phàm là kẻ từng đụng tay vào mẩu giấy đó, nhất định thầy Tống sẽ tìm ra được. Thằng Hoàng nghe tin thầy Tống muốn lập trận pháp để tìm kẻ tống tiền thì cũng mừng. Nó đưa ông Kim về nhà để tìm kẻ đứng đằng sau. Trận pháp bắt đầu được chuẩn bị. Người trong biệt phủ nhà ông Kim được yêu cầu xếp thành hai hàng, phân trai gái làm hai bên để lấy dương khí mở trận. Mấy người giúp việc tuy không hiểu, nhưng thì sắp xếp sao thì phải nghe. Hơn nữa bọn họ cũng muốn chứng kiến sự lạ qua cách tìm người độc đáo của thầy Tống. Gần chục người làm trong phủ của ông Kim lần lượt xếp hàng, mỗi người được thầy Tống phát cho một lá bùa và một lá cờ màu đen. Thầy yêu cầu từng người một cầm lá bùa và cờ, khi đi qua trận pháp thì cắm mạnh lá cờ để cắn cờ xuyên qua một khúc thân cây chuối. Tuyệt đối không ai được làm gãy cắn cờ, bởi vì như vậy sẽ mất đi tác dụng, trận pháp khó lòng mà hoàn thành được. Tám người tám lá cờ đen bắt đầu chia hai hàng đi song song nhau. Tất cả lá thư nặc danh được thầy Tống đặt trong một chiếc hũ nằm giữa sân. Tám cây cờ được thầy đánh số thứ tự khác nhau, dần dần được cắm hết vào thân cây chuối. Sau khi làm lễ cắm cờ xong, thầy Tống nhắc những người giúp việc phải mang theo lá bùa suốt 24/24 để tụ dương khí giúp thầy mở trận pháp. Thầy khẳng định chỉ trong vòng không quá 2 ngày, thầy sẽ truy tìm được kẻ đứng đằng sau tống tiền gia đình của ông Kim. Ông cổ trùng thấy lo lắng về cách tìm người kỳ quái ấy, nhưng thầy Tống dường như rất chắc chắn với cách làm của mình. Ông Kim lại có lòng tin với thầy Tống. Không hiểu sao lúc này ông lại cực kỳ có niềm tin với chuyện này. Ông định hỏi nhỏ: thầy có chắc chắn tìm được kẻ đào trộm mộ gia đình của chú Thím Mạnh không? Thầy Tống khẽ mỉm cười: kẻ đào trộm mộ thì tôi không tìm được, nhưng mà kẻ tống tiền tôi chắc chắn sẽ tìm được sớm thôi. Hóa ra thầy Tống đã sớm biết có kẻ nhắm tới gia đình của ông Kim đang tìm phần mộ bị mất tích, cho nên lợi dụng để kiếm tiền.
Ngay từ lúc đầu thì đã ngăn cản việc ông Kim đi giao tiền cho chúng, nhưng mà gia đình lại nhất quyết không nghe. Giờ ông lại thích kẻ này rất tỉ mỉ, thiết kế kế hoạch được lấy tiền, cộng thêm chữ viết trên giấy hoàn toàn khác nhau, cho nên thầy khẳng định kẻ này là người thân cận và nắm rõ mọi chuyện trong gia đình ông Kim. Có thể xảy ra hai trường hợp, một là người này chỉ thừa nước đục thả câu kiếm tiền cho mình, hai là kẻ này có liên quan đến kẻ trộm mộ. Vậy nên thầy Tống mới dùng trận pháp này để hòng lôi kẻ tống tiền kia ra ánh sáng. Ông Kim đang lờ mờ đoán được dụng ý của thầy Tống. Ông muốn hỏi chuyện thì thầy Tống đang ngăn lại. Ông cứ bình tĩnh đi. Chúng ta đợi tới mai, tôi sẽ lôi nó ra cho ông xem. Tôi tin chắc kẻ này là người sống trong gia đình của ông. Nếu ngày mai lá bùa của tôi đưa cho họ bị đổi màu từ đỏ sang đen, thì có thể bắt nó nộp cho công an được rồi. Đêm đó hương án được đặt ở ngoài sân. Thầy Tống thức cả đêm để ngồi bảo vệ trận pháp. Sáng hôm sau thầy lại gọi 8 người hôm trước tham gia cắm cờ tới và yêu cầu tất cả đem lá bùa của mình từ hôm trước ra để nộp lại. Đáng tiếc có cậu Hậu lại bị mất lá bùa thầy đưa cho ban sáng. Ông Kim thấy vậy thì máu nóng dồn lên, mặt của ông đỏ bừng bừng, ông điền quát. Thật là tức chết mà. Tại sao thầy dặn phải giữ lá bùa cẩn thận, mày lại làm mất hả Hậu? Có phải mày có chuyện khuất tất nên cố ý ném lá bùa đi phải không? Thằng Hậu nghe ông Kim nói vậy thì rối rít phân bua. Ông ơi, xin ông xem xét giúp con. Con quả thật làm mất lá bùa, con không làm gì khuất tất cả. Nói rồi nó đưa tay lên trời thề thốt rằng nếu nó có nửa lời gian dối, ông trời sẽ đánh chết. Ông cội trùng nghe nó thề độc như vậy thì cũng phải lên tiếng giải vây. Mọi người bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Đoạn ông hỏi thằng Hậu, mày tìm kỹ chưa? Tại sao lại mất lá bùa được chứ? Thằng Hậu liền đáp, cụ ơi, sáng qua thầy đưa cho con là con lập tức cất vào trong túi áo. Sáng nay thì con thấy nó đã không còn trong túi. Quả thật con không biết tại sao lá bùa đó lại biến mất. Thầy Tống liền gần gù, không sao, tôi sẽ tìm giúp cậu. Bùa của tôi vẽ ra nên chúng nó linh tính hết. Nếu như nó còn thì chắc chắn sẽ tìm được nó. Thầy đưa mắt nhìn từng người rồi nói, giờ nhờ 7 người còn lại bóc lá bùa trên tay giúp cho tôi. Nếu như lá bùa của ai mà màu đỏ thì có thể về làm việc bình thường, lá bùa của ai màu đen thì ở lại. Mọi người lần lượt bóc lá bùa ra, gần như ai cũng nhận được lá bùa màu đỏ. Duy nhất trong số đó có một lá bùa màu đen, và người nắm trúng lá bùa màu đen chính là Hào. Mọi người đồ dồn ánh mắt về Hào. Ông Kim tiến lại gần giật lấy lá bùa từ tay của Hào rồi hỏi thầy Tống, lá bùa đen như vậy là sao hả thầy? Sao nó lại có màu đen? Thầy Tống liền đáp, như tôi đã nói hôm qua, nếu lá bùa của ai chuyển màu đen thì là kẻ liên quan đến vụ tống tiền của nhà ông thời gian qua. Mọi người lập tức đổ dồn đánh mắt về Hào để ngạc nhiên. Nó liền lập tức phân bua, không đúng, lá bùa này. Thầy Tống nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Hào chỉ biết lắc đầu. Chuyện đến nước này cậu còn không mau nhận tội hả? Hào liền cãi, thầy ơi con xin thầy, lá bùa này không phải của con. Ủa, lá bùa trên tay cậu mà cậu bảo không phải của cậu thì là của ai? Hào liền run rẩy, là con lỡ tay làm mất, sao con đi tìm thì nhận được nó. Quả thật lá bùa này không phải của con. Ông của trùng liền quát, ăn nói vớ vẩn, mày làm mất thì cớ gì đi tìm được mà lại khẳng định là không phải của mình chứ? Thằng Hào liền đáp, tại vì con đã lấy nó từ trong túi áo của anh Hậu đó cụ. Lá bùa này thực sự là con lấy trong túi áo của anh ấy, nên nó không phải là của con. Thằng Hào đổi qua cho thằng Hậu. Thầy Tống nắm lá bùa rồi đáp, lá bùa này đích thị là của cậu Hậu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hậu. Cậu ta bấy giờ lắp bắp nói không thành lời. Ông Kim thấy vậy tức giận trách móc rằng ông đối xử với Hậu không tệ, mà hóa ra cậu lại ăn cháo đá bát, đâm sau lưng cậu một vố. Hậu lúc này liền lập tức phân bua, thưa ông, đúng là con làm mất lá bùa. Con không biết sao lá bùa lại màu đen,
Nhưng mà quả thật con không liên quan gì đến kẻ tống tiền. Mong ông xem xét cẩn thận giúp con. Ông Kim gọi Hoàng mau báo cho bên công an để xử lý Hậu thì thầy Tống ngăn lại. Ông nói chắc nịch: mong ông Kim bình tĩnh, tôi khẳng định lá bùa này của cậu Hậu, nhưng mà tôi không nói cậu ta liên quan đến trộm mộ tống tiền vừa qua. Ông Kim ngơ ngác nhìn về thầy Tống mong được giải thích, bởi ban đầu chính thầy Tống nói lá bùa trong tay của ai chuyển sang màu đen thì kẻ đó liên quan đến vụ tống tiền. Hiện tại đã xác định được bùa của Hậu thì thầy lại đổi lời nói khẳng định Hậu chẳng liên quan đến vụ tống tiền đó. Thầy Tống bèn giải thích: người tôi muốn tìm chính là cậu ta. Thầy Tống đưa tay chỉ về phía Hào, khiến cậu ta suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Tuy nhiên ngay lập tức Hào lên tiếng phản bác: thầy, sao thầy nói vậy ạ? Thầy tìm tôi làm gì? Thầy Tống liền đáp: cậu chính là kẻ đã lên kế hoạch tống tiền ông Kim. Cái chuyện này cậu không giấu được tôi đâu. Tất thầy nghe thầy Tống nói vậy thì thất kinh, nhưng Hào liền cái: bằng chứng đâu mà thầy dám khẳng định như vậy? Cả mấy ngày qua tôi chỉ ở nhà không ra ngoài, tất cả người làm đều có thể làm chứng cho tôi. Mấy người làm trong nhà ông Kim cũng lên tiếng bảo vệ Hào. Họ đều là có thể làm chứng cho việc Hào ở nhà, không thể biến thành người tống tiền ông Kim được. Ông của chúng nghe chuyện này cũng lấy làm lạ, nhưng thầy Tống liền giải thích: bằng chứng chính là tất cả những lá thư nặc danh cộng với những lá cờ còn trong trận pháp kia. Tôi đã từng nói với mọi người rằng không ai được làm hỏng cờ, bởi nếu hỏng thì trận pháp sẽ không thể hoàn thành. Có một người đã cố ý làm gãy cán cờ trước khi cắm vào thân cây chuối. Giờ chỉ cần chúng ta bỏ ra xem lá cờ của ai thì sẽ biết thôi. Thầy Tống để tới hưởng án tự tay rút một lá cờ lên cho mọi người xem. Quả đúng là lá cờ đã bị bẻ gãy cán. Thầy khẳng định lá cờ đó là của Hào. Hào liền đáp trả: tất cả 8 lá cờ đều giống nhau, sao thầy dám khẳng định đó là cờ của tôi? Thầy Tống liền đáp: tôi đã khắc tên từng người trên cờ, mặc dù chữ rất nhỏ nhưng mắt tôi còn đọc được. Thầy lại rút những cán cờ khác lên. Mọi người phải chú ý lắm mới phát hiện được cán cờ quả nhiên có chữ. Cờ chồng bấy giờ mới biết lý do thầy Tống lại lấy tên tuổi của tất cả người làm và quan sát từng người họ trong suốt một tuần lễ qua. Ông tin rằng thầy Tống làm việc cẩn thận, mỗi câu nói của thầy đều có bằng chứng xác đáng, bởi vậy chắc chắn Hào có vấn đề. Thầy Tống tiếp tục nói: tôi đã cố ý nói rằng lá bùa của ai chuyển thành màu đen, người đó sẽ liên quan đến vụ tống tiền. Chắc chắn Hào đã mở lá bùa ra phát hiện nó màu đen, cho nên phá hủy nó để trận pháp của tôi không thể hoàn thành. Tiếp sau đó cậu ta lại lấy trộm lá bùa của cậu Hậu đây. Đáng tiếc bởi cậu ta là người đã tống tiền, cho nên dù cậu ta cầm lá bùa nào đi chăng nữa thì nó cũng tự khắc chuyển thành màu đen. Nếu không tin mọi người có thể kiểm chứng. Đoàn thầy Tống lấy mấy lá bùa đang đầm màu đỏ của người khác đưa vào tay của Hào để nó tự tay mở ra. Quả nhiên bảy lá bùa sau khi qua bàn tay của nó đều từ màu đỏ chuyển thành màu đen. Ông Kim đã dần tới đỉnh điểm. Ánh mắt của ông vô cùng độc ác nhìn về phía của Hào. Ông toàn lao tới đánh nó một trận nhưng đã bị mọi người ngăn lại. Hoàng khuyên ba của mình phải thật bình tĩnh, mọi chuyện để cho công an xử lý. Giờ đánh chết nó thì cũng chưa chắc tìm được phần mộ của gia đình chú thím. Việc quan trọng chính là tìm mộ, chứ tội trạng của nó cứ giao nộp cho pháp luật xử lý. Ông Kim tới giờ đắt đỏ mắt tía tai. Ông giục con trai: mau gọi công an tới bắt thằng Hào cho bà đi. Nhất định phải cho nó khai ra kẻ đứng đằng sau trộm mộ. Nó mà không khai ra thì cho cả nhà nó chết chung. Thằng Hào bấy giờ hai chân run rẩy. Nó không ngờ thầy Tống vậy mà còn chiêu độc như vậy. Chỉ cần dùng mấy lá cờ và vài lá bùa đã tìm được nó thật. Hóa ra thì lập canh đàn chỉ là cái cớ. Thực sự thì huyền cơ nằm hết trên lá bùa. Thầy đã sớm nghi ngờ thân phận của mấy người làm tụi nó. Chỉ có điều thầy không nói ra mà chơi chơi dụ dán ra khỏi hang mà thôi. Bây giờ nếu nó không nhận tội
chắc chắn sẽ bị đưa ra đồn công an. Nhà ông Kim lại quen biết lớn như vậy, chị e nó chết chắc trong tù mà người nhà của nó cũng không tránh được liên lụy. Nó biết bản thân chẳng còn đường cho nên quỳ xuống đất van xin ông Kim tha. Theo lời nó kể thì má nó bị bệnh nặng, cần một số tiền lớn để chữa bệnh. Nó không biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy, thì gia đình của ông Kim xảy ra vụ bị mất trộm mộ. Nó biết gia đình của ông Kim rất coi trọng việc này, nhất định sẽ không tiếc tiền chi ra để chuộc lại phần mộ đã mất. Nó vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng chuyện này kiếm ít tiền trang trải cho gia đình mà thôi, chứ hoàn toàn không liên quan gì đến kẻ đào trộm mộ. Sau khi nghe Hào trình bày xong lý do, ông Kim mất bình tĩnh đập nó một cái thật mạnh, khiến cho nó ngã vật ra đất. Nó bỏ dậy ôm lấy chân của ông Kim mà van xin. Con xin ông tha cho con lần này, cũng là tại con túng quá con làm liều. Mẹ con không có số tiền đó sẽ chết mất. Ông ơi, con xin ông tha cho con. Con lập tức lấy số tiền đó trả lại cho ông. Xin ông đừng bắt con đi tù. Mẹ con đang bệnh nặng cần người chăm sóc. Nếu con đi tù rồi, mẹ con chết chắc ông ơi. Ông Kim thực sự muốn vác gậy đập cho nó mấy nhát, bởi vì nó dám lợi dụng lúc gia đình ông đang xảy ra chuyện để tính kế với ông. Thực ra nếu như nó thành thật kể chuyện mẹ nó bệnh nặng, ông cũng giúp nó. Nhưng việc nó làm lại khiến cho cả nhà ông lao đao mất cả tuần trời, vừa hy vọng vừa mong đợi có thể tìm được phần mộ của gia đình chú Mạnh. Ông cụ Trùng thở dài quyết định tha cho nó một lần, không đưa nó ra công an, nhưng cụ cũng không cho nó tiếp tục làm việc ở nhà mình nữa. Bản tính của nó liều như vậy, chắc chắn sau này nó sẽ còn gây ra nhiều chuyện mà không ai ngờ tới. Thằng Hào dập đầu cảm ơn ông cụ Trùng, dọn dẹp đồ đạc rời đi ngay. Toàn bộ số tiền nó lừa đảo đều được hoàn trả lại cho gia đình ông Kim. Ông Kim lúc này hỏi thầy Tống: cứ thả nó đi như vậy liệu có ổn không thầy? Quả thật là nó không liên quan gì tới việc đào trộm mộ chứ. Thầy Tống xoay xoay quả cầu trên tay: tạm thời tôi chưa dám khẳng định cậu Hào có liên quan gì đến kẻ trộm mộ hay không, nên là chúng ta mới cần thả ra để tiếp tục theo dõi. Bây giờ tôi nhìn ai cũng là kẻ đáng nghi cả. Ông cụ Trùng lo lắng: nhưng mà kẻ trộm mộ rốt cuộc là ai? Chúng ta làm sao để tìm ra thông tin của chúng chứ? Liệu chúng có đem xương cốt ra làm mấy cái trò tầm bậy không thầy? Nó luyện tà thuật hại chúng tôi. Thầy Tống liền đáp: hiện tại chúng ta chỉ còn cách tiếp tục chờ đợi. Tôi đang chờ một người quen ở Mỹ tìm hiểu thông tin về người tên Thư mà gia đình nhắc tới. Chắc chắn sẽ có thông tin sớm thôi. Ông cổ trùng nghe như vậy thì mừng lắm. Giờ gia đình của ông cần phải tìm ra kẻ đứng đằng sau gây ra chuyện này. Kẻ nào nhắm vào gia đình của ông rõ ràng là muốn ép cả gia đình của ông vào chỗ chết. Còn một chuyện mọi người chưa tìm được lời giải đáp chính là người báo mộng cho ông Kim hàng đêm. Rõ ràng ông Kim hàng đêm đều mơ thấy có người báo cháy. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến tinh thần của ông Kim bị hoảng loạn, khó mà tập trung vào mọi chuyện. Sức khỏe của ông cũng sa sút nghiêm trọng. Còn vài ngày nữa là tới tuần lễ 49 của hai mẹ con bà Tuyến. Ông Kim liên tục mơ thấy ác mộng. Đêm này ông phải dùng thuốc an thần để mình ngủ ngon hơn. Vậy nhưng khi mà ông vừa đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu, bên tai là có tiếng rền rĩ khẽ khẽ. Ông bật dậy nhìn quanh căn phòng của mình rồi lại nằm xuống, cố gắng nhắm mắt lại. Nhưng càng muốn ngủ thì âm thanh rên rỉ lại càng vang lên. Ông bật đèn lên cho sáng. Ánh đèn lóe lên thì bà Tuyến lại hiện lên trước mắt của ông Kim. Toàn thân của bà nhợt nhạt. Bà bước tới đầu nức nhễu xuống nền tới đó. Ông Kim liền thốt lên: Sao bà lại... Bên kia bà Tuyến kêu lạnh kêu đói. Bà liên tục khóc lóc yêu cầu ông hãy đào mộ lên cứu lấy bà và con trai. Ông Kim nghe vậy sợ lắm nhưng vẫn trấn tĩnh mình và hỏi: thực ra có chuyện gì? Tại sao bà lại lạnh và đói? Chẳng phải ngày nào tôi cũng cúng cơm cho bà? Bà Tuyến bật khóc rồi run rẩy nói: ông nào cúng cho tôi và con? Ông là cúng cho hai cái quỷ nanh nó ăn? Hay đào mộ chúng tôi lên, hay cứu lấy tôi và con đi ông. Ông Kim nghe vậy thì liền hỏi: Bà vừa nói cái gì?
Quỷ hai nanh là gì chứ? Ông cứ đào mộ tôi lên thì rõ. Tôi và con bị đói bị lạnh, bị hai quỷ nanh đánh đập khổ sở. Ông có biết hay không? Ông hãy đào mộ chúng tôi lên, cứu lấy tôi và con đi ông. Ngọn đèn trong phòng cứ nhấp nháy không ngừng. Ông Kim tin chắc phần mộ của má vợ con mình sẽ ra chuyện. Ông không ngần ngại chạy thẳng sang phòng của thầy Tống gõ cửa. Thầy Tống đang ngủ thì bật dậy. Có chuyện gì vậy ông Kim? Tại sao nửa đêm ông lại sang phòng của tôi như vậy? Ông Kim lúc này liền đáp. Thầy à, bà Tuyến nhà tôi vừa về. Bấy kêu cứu. Tôi nghe bấy nói rằng bấy bị con quỷ hai nanh bắt nạt. Bấy đang yêu cầu tôi phải đào mộ. Thầy xem mau giúp tôi có chuyện gì không? Từ nãy đến giờ tôi lo quá. Thầy Tống nghe ông Kim nói như vậy thì hết sức ngạc nhiên. Rõ ràng phần mộ của bà Tuyến được thầy Tống chấn điểm cẩn thận. Hôm hạ huyệt thầy còn nán lại kiểm tra một lượt rồi mới yên tâm ra về. Ngày hôm ấy rõ ràng ở mộ của bà Tuyến và cậu Huy không hề xuất hiện bóng dáng của quỷ hai nanh. Tại sao bây giờ bói lại hiện hồn vì báo tin trông Kim phải đào mộ của mình lên? Thầy liền lập tức đưa tay lên bấm quẻ, nét mặt tối sầm lại. Thầy Tống lúc này hoảng hốt rồi nói: không xong rồi, chúng ta phải ra mộ của bà ấy ngay bây giờ. Ông Kim nghe thầy Tống phó phản đứng như vậy thì ga gà da vịt nổi lên từng mảng. Ông chạy vội sang phòng của Hoàng gõ cửa. Hoàng ơi, sẽ đi con, có chuyện rồi con. Hoàng còn đang say giấc nghe tiếng đập cửa rầm rầm bèn bật dậy. Cậu nhìn thấy khuôn mặt của ba hoang mang thì sửng sốt. Có chuyện gì vậy ba? Đi, đi ngay ra phần mộ của mẹ con. Có chuyện xảy ra với bà ấy rồi. Ba vừa mơ thấy bà ấy về báo mộng xong. Bà ấy nói bị hai quỷ nanh bắt nạt. Hơn thế nữa, mấy ngày vừa qua nhà mình cúng bái cho bà ấy và anh Huy của con đều không có nhận được. Thầy Tống yêu cầu chúng ta ra phần mộ ngay bây giờ. Con thầy đổ đi rồi cùng đi với ba. Cái chuyện này đừng nói trong nội con biết, kẻo ông lo lắng. Ba người kéo nhau ra phần mộ của bà Tuyến ngay trong đêm. Ông Kim mang theo đèn pin ra tới nơi thì phát hiện ra ngôi mộ đều bị kẻ nào đó bới lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ông lại nghĩ tới cảnh ba ngôi mộ của gia đình chú Mạnh bị kẻ đào trộm mộ hôm nào. Trong đầu con bỗng hình dung ra chuyện hai mẹ con bà Tuyến bị kẻ xấu nhắm tới. Thằng Hoàng lúc này liền thốt lên: trời đất ơi, kẻ nào lại đào bới phần mộ của mẹ Vánh Huy lên thế này? Nốt đào bới vẫn còn nguyên, chứng tỏ là sự việc chỉ mới xảy ra cách đây không lâu. Thầy Tống đặt tay lên mộ rồi nhắm mắt lại, dùng linh lực tâm linh kiểm tra xem dưới ngôi mộ còn thi thể của bà Tuyến và cậu Huy hay không. Thật may hai cỗ thi thể không bị đưa đi. Ông Kim bấy giờ cũng thở phào nhẹ nhõm, hai tay của ông đưa lên ngực vỗ mấy cái. Ông lúc này liền than thở: trời đất ơi, tại sao tụi nó lại thất đức vậy chứ? Đến mộ của người chết chúng nó còn không tha, suốt cuộc kẻ nào lại làm ra cái trò táng tận lương tâm như vậy hả? Thầy Tống liền đáp: có khả năng mấy kẻ này đào trộm mộ là nhắm tới số tài sản mà ông chôn theo vợ và con trai ở dưới quan tài. Chúng cũng chỉ lấy vàng chứ không cùng với đội của bọn người lấy trộm mộ của gia đình cậu Mạnh hôm nào. Ông Kim băn khoăn hỏi thầy Tống: nhưng mà cái chuyện bà ấy vừa mới nói với tôi là phải đào mộ bà ấy lên, bà ấy nhắc đi nhắc lại chuyện đó. Tình hình bây giờ phần mộ của bà ấy cũng bị người ta đào lên rồi. Thầy xem hộ chúng tôi có nên đào mộ lên không? Thầy Tống bấm tay mấy lần rồi khẳng định có thể đào mộ lên. Thế nhưng khi xác định đào mộ sẽ có hai vấn đề xảy ra: một là động mộ, hai là yểm mất tác dụng. Nếu đồng mộ thì tai kiếp sẽ ập đến gia đình của ông. Còn nếu yểm mất tác dụng thì bùa ngải mà kẻ nào đó đã gieo lên trên người hai mẹ con của bà Tuyến sẽ không bị khống chế nữa. Khi ấy ngài sẽ tiếp tục tấn công mọi người trong gia đình của ông. Tôi cần nói rõ để chồng biết hai tình huống đó, để ông suy nghĩ rồi quyết định có nên đào mộ của bà ấy lên không. Cái chuyện này khá là nghiêm trọng, liên quan tới tính mạng của con người. Ông là chủ gia đình, ông phải suy xét cho thật kỹ. Ông Kim sau khi nghe thầy Tống nói như vậy thì chần chừ.
Hình ảnh của bà Tuyến hiện về ban nãy là thấp thoáng xuất hiện trong suy nghĩ của ông. Ông rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết bản thân sẽ làm gì cho phải. Thằng Hoàng liền hỏi thầy Tống: "Thầy xem có cách nào giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, thì thầy giúp cho gia đình con. Chúng con người trần mắt thịt, làm sao mà hiểu hết được những vấn đề về tâm linh hay những nguy hiểm cận kề. Thầy giúp chúng con lựa chọn ra phương pháp tối ưu nhất. Chúng con hoàn toàn tin tưởng vào thầy." Ông Kim cũng hoàn toàn nhất trí với ý kiến của thằng Hoàng. Thầy Tống đi lại chung quanh ngôi mộ mấy lần rồi quyết định: "Vậy theo ý của tôi, gia đình không nên vào phần mộ của hai mẹ con bà Tuyến. Thầy sẽ giúp mọi người chấm điểm lại hai ngôi mộ." Nghe thầy Tống nói như vậy, ông Kim cũng thấy bớt lo. Tuy nhiên ông vẫn còn thắc mắc về quỷ hai nanh. Ông hỏi thầy Tống quỷ hai nanh là ai? Tại sao bà Tuyến lại nhắc đến quỷ hai nanh? Quỷ hai nanh có thực sự có uy lực như thế nào? Nó có thể làm hại tới hai mẹ con của bà ấy không? Thầy Tống thực sự cũng chưa thích quỷ hai nanh bao giờ. Thầy không biết giải thích sao cho gia đình của ông Kim hiểu. Thầy bèn nói: "Thực sự thì tôi không biết quỷ hai nanh bởi nhắc tới là ai. Tôi cũng chưa từng nghe anh em đồng môn nhắc đến quỷ hai nanh." Thầy Tống phán đoán rất có thể nó là con quỷ có hai chiếc răng nanh dài hơn bình thường. Trần sao thì âm vậy, mà cũ bắt nạt ma mới. Thầy sẽ gửi bùa chấn niệm xuống dưới, sau này gia đình ông Kim cúng bái thì hai mẹ con bà Tuyến đều sẽ nhận được, không bị người khác cướp mất đồ như vậy. Mọi người đều nhất trí với biện pháp của thầy Tống đưa ra. Hai ba con thằng Hoàng cũng phụ với thầy Tống lấp lại phần mộ cho hai mẹ con thằng Huy. Thầy Tống lập tức lầm trần yểm bùa xuống ngôi mộ. Sau khi mọi việc kết thúc thì trời cũng vừa sáng. Cả ba mệt mỏi trở về nhà. Ông của chúng bấy giờ không an tâm, đi đi lại lại trong nhà. Thế mọi người trở về quần áo ai nấy đều lấm lem đất cát, thì liền thắc mắc lý do mọi người ra khỏi nhà vào ban đêm. Ông Kim liền lên tiếng giải thích cho tất cả mọi người rằng tới phần mộ của mẹ con thằng Huy để thầy Tống tiến hành chấn yểm lại ngôi mộ. Hơn nữa ông Kim cũng lo lắng việc ngôi mộ của hai mẹ con thằng Huy bị kẻ xấu nhắm tới, cho nên thầy Tống phải tới để lập trận pháp kèm với thuê người trông coi phần mộ. Ông cô chúng nghe con trai nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc nửa đêm ông giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động ở bên ngoài. Ông liền đi tới phòng thờ thắp hương cho các cụ, đốt nén hương cho hai mẹ con thằng Huy. Trong lòng của ông bỗng dấy lên một cảm giác bất an. Tim cứ đập nhanh liên tục, thi thoảng ở bên tai ông lại nghe văng vẳng tiếng kêu khóc, nghe rất ai oán. Nhất là lúc ông phát hiện ra hai ba con của thằng Hoàng cộng với thầy Tống không có mặt ở nhà. Ruột gan của ông càng lúc càng nóng bừng lên, lo ngại có chuyện không hay xảy ra. Thật là may mà mọi người chỉ ra nghĩ trang làm trận pháp và chấn yểm mộ. Thầy Tống thấy gương mặt của cụ trùng tím tái, ấn đường không còn sáng sủa như hôm qua. Thầy liền tiến lại gần cụ trùng, thì bất ngờ phát hiện ra một luồng âm khí đang âm thầm với lấy ông cụ trùng. Chiếc chuồng trong túi áo của thầy tự nhiên bất giác khẽ rung lên. Thầy Tống chần chừ mấy giây rồi quay người đi ra khỏi nhà của ông Kim. Thằng Hoàng phát hiện sắc mặt của thầy Tống bất thường, nó nhanh chân theo thầy Tống ra ngoài. Thầy Tống thở dài rồi bảo với nó: "Mấy ngày sắp tới chắc cả nhà cậu đừng có tự ý ra khỏi. Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên ở trong nhà. Giờ tôi sẽ thăm dò lại long mạch của ngôi nhà này rồi lập trận pháp ở đây. Mọi người vào trận pháp để tăng dương khí." Hoàng vốn dĩ không hiểu mấy vấn đề về trận pháp, cho nên thầy Tống nói như thế nào thì mọi người sẽ tuân thủ theo như vậy. Nó chỉ thắc mắc tại sao đang yên đang lành như vậy thì lại có yêu cầu mọi người ở yên trong nhà không được ra ngoài. Bản thân của nó ngày hôm nay cần phải ký một hợp đồng quan trọng, không thể nào vắng mặt được. Nó liền hỏi: "Con có thể ra ngoài được không? Việc này có quan hệ rất lớn tới sống còn của công ty và các nhân viên." Thầy Tống lắc đầu khuyên cậu không nên ra khỏi nhà. Hiện tại bấy giờ ở bên ngoài đều rất nguy hiểm. Bất cứ khi nào ba người trong gia đình của cậu cũng có thể gặp tai nạn bất ngờ. Thầy Tống chỉ có một mình không thể nào phân thân để đi theo từng người.
Bởi vậy thầy muốn lập một trận pháp trên mảnh đất này để cùng bảo vệ ba người một lúc. Hơn nữa thầy tự nhận thấy mảnh đất này long mạch rất tốt. Trên mảnh đất thậm chí còn có hai thủy huyệt quan trọng. Rất có thể ở đây sẽ còn một thủy huyệt khác. Nếu như mảnh đất này có ba thủy huyệt liên tiếp thì chỉ cần tìm ra ba thủy huyệt này là có thể bổ sung dương khí cho ba người nhà họ. Sử dụng năng lượng từ ba thủy huyệt này có thể hóa giải được tất cả năng lượng xấu từ bùa ngải mang lại. Thằng Hoàng nghe thấy như vậy thì vui mừng lắm. Nó không nghĩ rằng mảnh đất nhà nó lại có tới ba thủy huyệt quan trọng. Nó hỏi tác dụng của thủy huyệt đối với ba người nhà nó thì thầy Tống giải thích do cả ba đang bị âm khí tấn công. Hơn nữa nguồn âm khí này rất đặc biệt. Cả luyện ngài chắc chắn dùng người chết để luyện nên ngài mới có tác dụng lớn như vậy. Thầy đã lập trận pháp lẫn chấn yểm mà chỉ trong vòng vài ngày trận pháp liền bị phá giải. Thầy Tống khẳng định với những trận pháp mà thầy lập ở trong ngôi nhà của Hoàng thì một người bình thường khó lòng phá giải trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa kẻ này lại giấu mặt không hề lộ diện. Đối với một người có thể là khống chế bùa ngải từ xa lại dễ dàng phá ngải được trận pháp của thầy Tống thì khả năng cao hắn đang dùng âm binh để luyện ngải. Chỉ có những âm binh tiểu quỷ được luyện thành ngải đi hại người mới có sức mạnh phi thường như vậy. Mặt khác, âm binh có thể ra vào được một ngôi nhà thì một là người nhà, hai là được người nhà đưa vào nhà. Thằng Hoàng nghe phân tích thì liền thốt lên: làm sao lại có người dẫn âm binh về nhà được chứ? Nhà chúng con nào trước giờ chỉ có ba người, con, ba với ông nội. Không lẽ một trong ba người chúng con lại giữ quỷ vào nhà? Thầy Tống liền đáp: đó là những khả năng có thể xảy ra. Ngoài ra còn một khả năng khác nữa, chính là người nhà cậu bị kẻ thù bắt đi luyện thành ngải. Trong đầu của thằng Hoàng bấy giờ hiện lên hình ảnh cây sợ của anh hai nó và cái ngày mà ông nội bị bắt đi. Nó khẽ rùng mình. Không lẽ anh hai chính là người bị nó đưa đi luyện thành ngải để vì hại gia đình? Nó tự hỏi như vậy nhưng nhanh chóng gạt ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nó biết anh hai của nó là người ngoan ngoãn hiếu thảo. Dù cho có bị bắt ép, anh hai nó cũng không bao giờ làm những chuyện có hại cho người thân trong nhà. Nó liền hỏi thầy Tống: liệu có khả năng nào khác hay không hả thầy? Người mà con nghi ngờ nhất bây giờ chính là anh hai. Tuy nhiên với bản tính lương thiện và hiếu thảo của anh ấy, chắc chắn sẽ không làm điều gì bất lợi cho gia đình con đâu. Thầy Tống lúc này liền giải thích: một khi linh hồn đã bị đem đi luyện ngải thì sẽ bị mất đi ý thức. Lúc đó linh hồn sẽ không thể nhận ra được người thân của mình, thậm chí có thể bị người xấu đưa những ký ức không có thật vào trong đầu, tạo cho linh hồn một ký ức giả. Đó là lý do mà các linh hồn dễ bị luyện ngài để hại chính những người thân trong gia đình của mình. Còn có một lý do khác nữa, có thể anh trai của cậu đang bị bất mãn một vấn đề nào đó của gia đình, nhưng vấn đề đó không được giải tỏa, bị dồn nén lâu ngày, nó tự sinh ra các cảm xúc ức chế. Khi đó nếu như bị kẻ xấu tiêm nhiễm những điều xấu thì nghiễm nhiên cậu ấy sẽ mặc định họ nói đúng, linh hồn sẽ vì vậy mà nhầm đường lạc lối. Thầy Tống giải thích cho thằng Hoàn nguyên nhân có thể biến một linh hồn trở thành một ác quỷ. Sau đó thầy lại dặn dò nó phải giữ bí mật chuyện này, khuyên nó không nên nói chuyện cho ba và ông nội biết, bởi hai người họ bị kích động sẽ dễ bị phát bệnh. Thầy khẳng định rằng ấn đường của hai người không được sáng sủa. Một khi ấn đường chuyển màu tối đen thì rất có thể hai người họ sẽ sớm hồn đìa khỏi xác. Việc quan trọng bây giờ chính là tìm ra thủy huyệt thứ ba trong nhà, rồi kết nối ba thủy huyệt lại với nhau để tạo nên một trận pháp bổ sung dương khí cho cả ba người. Khi ấy thầy sẽ dùng nguồn dương khí từ ba thủy huyệt ấy ghép lại với nhau, tạo nên một trận pháp bảo vệ cả ba khỏi cái thứ đáng sợ kia. Trong thời gian đó thầy tiếp tục tìm kiếm kẻ luyện ngài hại người. Chỉ có cách tìm được kẻ luyện ngài đứng đằng sau thì mới mong chấm dứt được mọi chuyện. Thằng Hoàng chỉ còn cách làm theo sự sắp xếp của thầy Tống. Lúc nó xoay người rời đi, thầy Tống gọi giật giọng nó đứng lại. Thằng Hoàng ngạc nhiên hỏi:
Cái chuyện gì vậy thầy? Thầy Tống liền nhắc nhở. Cậu đứng yên tại chỗ cho tôi. Thằng Hoàng ngơ ngác chẳng biết thầy muốn gì, nhưng cũng đứng im không dám nhúc nhích. Thầy Tống liền rút trong túi ra một thứ bột đủ màu sắc. Thầy lấy một nhúm bột tung về trước mặt của nó. Thứ bột theo gió tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Thằng Hoàng lúc đầu thì cảm thấy khoan khoái khi hít chúng. Thế nhưng vài giây sau, lập tức cơ thể của nó bỗng lạnh buốt. Tay chân của nó như thể mềm nhũn ra. Nó không thể nào đứng vững được nữa mà từ từ quỵ xuống đất. Thầy Tống tiện tay bẻ một cái cây đánh mạnh lên lưng của nó ba cái. Cút đi, cái thứ ma quỷ đáng ghét. Toàn thân của thằng Hoàng bất lực, cây roi vùn vút quất lên lưng của nó. Tiếng roi rơi xuống da thịt rồi bật lên nghe chan chát. Ông Kim trong nhà nghe thấy tiếng quát của thầy Tống thì nhanh chóng chạy ra để kiểm tra. Đập vào mắt của ông chính là cơ thể đang gồm dưới đất của con trai. Hơn thế nữa, toàn thân của thằng Hoàng đang dính máu. Máu thấm ra chiếc áo thun thẫm màu loang lổ, khiến ông Kim sa sầm mặt mũi lại. Ông Toàn lên tiếng thì thằng Hoàng tự dưng gầm gừ như là con thú dữ. Thoáng chốc ông Kim nhìn thấy khuôn mặt của thằng Hoàng dường như biến thành một khuôn mặt khác. Cái miệng của nó há to, hai chiếc răng nanh dài trông vô cùng đáng sợ. Ông Hoàng hốt bước lùi lại đằng sau. Thầy Tống vẫn tiếp tục quét roi lên lưng của thằng Hoàng. Miệng của thầy bắt đầu lầm nhầm đọc những câu chú mà ông Kim nghe không hiểu. Bất ngờ thầy Tống dừng tay quạt lại, rồi rút từ trong áo ra một lá bùa màu đỏ thẫm. Thầy tiến lại gần thằng Hoàng đang quằn quại dưới đất, đập mạnh một cái lên đầu của nó, khiến cho lá bùa dính chặt lại. Thằng Hoàng rú lên đầy đau đớn, khuôn mặt của nó méo mó, hai con mắt trợn ngược trắng dã, mà bắt đầu trào ra từ mắt mũi miệng của nó. Hình tượng gây sợ khiến cho ông Kim không khỏi rùng mình. Ông hướng ánh mắt đầy lo lắng nhìn về thầy Tấm. Thầy Tấm nắm lấy đầu của thằng Hoàng ấn sát xuống mặt đất rồi hỏi: mày là ai? Tại sao lại bám lấy cậu Hoàng? Thằng Hoàng không đáp mà bật cười khùng khục. Ông Kim chứng kiến một màn như vậy, biết rằng con trai của mình đang bị hồn ma nhập xác. Tự nhiên hình ảnh con quỷ hai nanh lại hiện lên trong đầu ông Kim. Ông xác thực những lời của bà Tuyến nói với ông đêm qua là đúng sự thật. Quả nhiên có con quỷ hai nanh, nó đang nhắm tới gia đình của ông, hiện tại còn đang nhập vào con trai của ông nữa. Thầy Tống liền nói lớn: ông sai người đi tìm con gà trống tư đến đây cho tôi. Tìm nhanh lên, kẻo con quỷ này nó hại tới cậu Hoàng. Ông Kim lập tức sai người làm bắt gà tới cho thầy Tống. Bây giờ thầy đã trói được thằng Hoàng vào gốc cây sa kê ngay cổng nhà. Thầy dùng roi quất nó để nó khai ra tên tuổi. Nhưng xem ra con quỷ này lì đòn, nhất quyết chẳng chịu hé răng nửa lời. Thằng Hậu cầm con gà trống tơ đưa cho thầy Tống. Thầy cầm cổ con gà cắt trúng động mạch, khiến cho tiết gà văng khắp người của thằng Hoàng. Bây giờ toàn cơ thể của thằng Hoàng bị co cứng, miệng của nó há to như thể muốn nuốt đầu người ta vậy. Hai chiếc răng nanh thấp thoáng hiện lên. Thầy Tống chỉ chờ có như vậy liền ném một đạo bùa vào miệng của thằng Hoàng, rồi đánh mạnh vào ngực nó một cái. Ngay lập tức con quỷ kia bị đẩy khỏi cơ thể của thằng Hoàng. Nó lao vút lên trên cây sa kê, ngó cái đầu xuống nhìn thầy Tống rồi lại cười khủng khục. Thầy Tống chứng kiến một màn này cũng không khỏi ngạc nhiên. Bởi lẽ ma quỷ thấy bùa chú đều thấy sợ, riêng con quỷ này lại dừng dưng như không, còn tỏ thái độ thách thức với thầy. Thầy Tống cười trói cho Hoàng rồi đỡ nó vào trong nhà nghỉ ngơi. Ông Kim sốt sắng, tay chân cuống cả lên phụ thầy đỡ lấy con trai vào nhà. Thầy Tống bèn nhắc: ông cho người chuẩn bị nước bổ kết đi, cho cậu ấy xông bổ kết để cho cơ thể đỡ nhiễm ẩm khí. Nồi nước bồ kết lớn đựng đưa lên nhà. Thầy Tống dùng chiếc chăn lớn chùm lấy để cho thằng Hoàng nằm bên trong. Một lúc sau thằng Hoàng ho lên sặc sụa. Chiếc chăn được mở ra, khuôn mặt thằng Hoàng phút chốc méo mó. Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên toàn thân con đau nhức quá? Ông Kim kể lại cho thằng Hoàng nghe chuyện vừa xảy ra. Nó dường ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn về thầy Tống. Nó biết điều mà ba nó mới kể chính là sự thật, nhưng thầm tâm của nó vẫn không thể nào hình dung ra chuyện
mình đã bị một con quỷ nhập vào cơ thể. Đã vậy nó còn không biết con quỷ kia đã nói những gì và làm những gì khi dùng cơ thể của nó. Cảm giác ghê sợ chạy dần dần khắp cơ thể, khiến cho thằng Hoàng toàn thân vô lực, chẳng thể nào đứng lên được. Thầy Tống nói với nó: "Cậu cứ yên tâm, tôi đã đánh đuổi được con quỷ hai nành đó khỏi cơ thể của cậu. Trong một vài ngày tới cậu phải ở yên trong nhà, đừng có đi ra ngoài. Nó có thể nhập vào hồn của cậu một lần thì cũng có thể nhập vào cậu những lần tiếp theo. May mắn cho cậu là tôi phát hiện kịp thời. Nếu để nó nhập vào cơ thể thêm lần nữa, chỉ e là nó hút hết dương khí của cậu, thì cậu chỉ còn là một cái xác không hồn." Thằng Hoàng bèn hỏi: "Nó như thầy thì con quỷ hay nanh đó chính là tới để nhà tôi báo oán. Nó không phải là anh hai của tôi đúng không thầy?" Thầy Tống khẳng định là không phải, bởi con quỷ hai nanh mà thầy mới đánh chính là một con quỷ cái. Tuy nhiên việc nhà ông Kim bị chơi ngải âm thì thầy chưa xác định được do con quỷ hai nanh đem tới hay linh hồn của thằng Huy bị thầy pháp khống chế rồi luyện thành ngải âm tiêng hại người nhà. Ông cụ Trùng vừa nghe được cuộc đối thoại của hai người, ông cụ sốc lắm. Cụ không tin rằng đứa cháu trai mà cụ đặt bao nhiêu hy vọng vừa mới mất đi lại bị kẻ xấu bắt linh hồn luyện thanh ngài để về ra tay với chính những người thân trong gia đình. Thầy Tống giải thích sơ qua cho mọi người hiểu một số trường hợp có thể xảy ra. Đó là suy đoán của thầy chứ không chắc chắn. Tuy vậy sắp tới ba người nhà cụ sẽ còn gặp những tai kiếp, nàng có thể mất mạng do thầy nhìn thấy được, nhà lại chuẩn bị có tang sự. Ông Kim tức quá liền chửi thề. Đột nhiên ông nhớ tới câu nói của bà Tuyến lúc đêm. Bà Tuyến nhắc ông đào mộ lên cứu lấy hai mẹ con. Ông gọi riêng thầy Tống ra bàn bạc chuyện có nên đào mộ hai người lên một lần hay không. Thực chất bà Tuyến giục ông đào mộ lên chắc chắn phải có lý do của bà ấy. Con quỷ hai nanh thực sự đã xuất hiện và còn nhập vào thằng Hoàng. Nó còn tự tung tự tác giữa thanh thiên bạch nhật. Ngay cả thầy Tống có mặt mà nó cũng không sợ. Ông đang lo lắng quỷ hai nanh gây tổn hại tới hai mẹ con bà Tuyến. Thầy Tống mặc dù không muốn cho nên ngần ngại hồi lâu. Sau khi ông cụ Trùng biết chuyện yêu cầu đào lên kiểm tra thi thể của con dâu lẫn cháu nội còn hay mất, thì thầy Tống mới đồng ý. Thằng Hoàng phải ở yên trong nhà, không được ra nghít địa do nơi âm khí đó nhiều. Thầy Tống sắp xếp cho nó xong xuôi thì theo mọi người ra nghĩa địa. Lúc chiếc quan tài được kéo lên trên mặt đất, đầm vào mắt của mọi người là hai cơ thể ngập sũng nước. Điều bất ngờ là cả hai cái xác bị thay đổi vị trí cho nhau từ bao giờ. Thậm chí bụng của bà Tuyến còn phình to như thể phụ nữ mang thai 9 tháng sắp tới ngày sinh. Tất cả mọi người đều hoang mang lo sợ, không ai dám tưởng tượng ra việc thi thể trong quan tài đã bị đánh cháo cho nhau. Ông Kim lấy hết dũng khí bước tới gần chiếc quan tài của vợ và con trai. Khuôn mặt ông bấy giờ đã lạnh như băng. Ông lẩm bẩm gì đó trong miệng không ai nghe rõ. Đoàn ông đưa tay ôm lấy đầu, khuôn mặt đầy đau khổ. Ông đấm mạnh xuống cạnh chiếc quan tài, máu thấm ra nhỏ xuống đất. Miệng của ông gằn lên đầy ai oán: "Thật là bức người ta quá mà. Tại sao lại có kẻ khốn nạn tới vậy chứ?" Ông của Trùng biết cả này ra tay như vậy, mục đích vốn để bức chết những người nhà của mình. Ông liền hỏi thầy Tống: "Thầy xem, việc này giải quyết thế nào cho ổn thỏa? Tôi..." Nói rồi ông run rẩy quỳ xuống đất, nước mắt kinh như vậy trào ra khuôn mặt già nua gầy gò. "Sao nhà tôi lại gặp phải cái tình cảnh cháu ngoeo như vậy chứ? Rốt cuộc là kẻ nào chứ?" Ông cụ run rẩy đôi chân, cố gắng dựa vào chiếc gậy trống để đứng thẳng người. Ông cụ ngửa mặt lên trời rồi oán than: "Trời đất ơi, ông mở mắt ra mà coi, sao con cháu tôi lại chịu cảnh đớn đau thế này hả ông? Tôi nó sống hiền lành phước đức, chuyên đi chùa làm việc thiện, vậy mà cứ làm sao kết cục lại vậy? Chết rồi còn không được yên ổn, đứa thì bị trộm mộ, đứa thì bị móc quan tài. Nếu như có tội lỗi gì thì để mình cái thân già này gánh. Tại sao lại bắt con cháu tôi phải chịu đọa đày vậy chứ?"
Đám người làm chứng kiến cảnh dị thường này cũng không khỏi kinh hãi. Một người lên tiếng hỏi: bây giờ phải làm sao với phần mộ cậu hai và bà chủ hả ông? Ông Kim bèn quay sang lấy ý kiến từ thầy Tống. Thầy Tống đứng tần ngần nãy giờ còn chưa lấy lại được tinh thần. Ông Kim gọi tới mấy câu, thầy Tống mới nói: tôi tưởng ngài đã được hóa giải khi mà tôi đem chôn nó cái đêm trước rồi. Thật không ngờ nó còn chưa thực sự kết thúc. Cái tôi lo lắng hiện tại tất cả những người có mặt ở đây đều chúng phải âm khí của ngài kết hợp với mùi tử khí khi mà nắp quan tài. Sự việc này càng lúc càng phức tạp. Ông cội trùng tiến lại run giọng hỏi: thầy nói vậy là có ý gì? Chúng tôi đều trúng âm khí sao? Thầy Tống đáp: ngay cả bản thân của tôi bấy giờ cũng đang phải tự phong ấn linh lực của mình lại, tránh xung đột hay luồng âm dương ảnh hưởng tới cơ thể. Mọi người thấy tôi đứng tần ngần nãy giờ là tôi đang tự tẩy âm khí trên cơ thể của mình. Trước mắt tôi chưa thể dùng linh lực để cứu mọi người. Đề nghị tất cả mọi người đứng yên vị trí, không ai được tự ý di chuyển khỏi vị trí. Một người làm lo lắng: trời đất ơi, nếu như vậy thì chẳng phải tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm, ngay cả thầy pháp mà còn bị nó làm hại. Nhưng người trần mắt thịt như chúng ta là phải xong đời rồi phải không? Thầy Tống lập tức trấn an: không phải là không có cách hóa giải. Rất may ở đây không khí thoáng đãng, lại có gió to cho nên âm khí cùng với tử khí thoát ra cũng bị loãng đi nhiều. Hiện tại bây giờ chúng ta cần có một nguồn dương khí lớn có thể thanh trừ được tử khí và âm khí từ ngài chuyển ra. Nguồn dương khí lớn nhất mà chúng ta có chính là mặt trời. Tuy nhiên bây giờ đang là ban đêm sẽ không có mặt trời. Bởi vậy tôi mới yêu cầu tất cả mọi người đứng im để bảo tồn dương khí của cơ thể chờ mặt trời lên. Mọi người hiểu ý của tôi nói chứ? Thất thầy nghe thấy thầy Tống nói như vậy thì cũng được an tâm phần nào. Sợ họ muốn bảo vệ cho bản thân mình thì chỉ còn cách đứng yên tại chỗ, tất cả nghe theo lệnh của thầy pháp. Ông Kim bấy giờ lên tiếng: vậy còn hai chiếc quan tài thì làm như thế nào? Thầy Tống yêu cầu không ai được đụng tới sức quan tài, cứ để im như vậy cho tới khi mặt trời lên thì xử lý. Tuy nhiên còn có một trở ngại là thi thể của bà Tuyến. Chiếc bụng phình to của bà Tuyến mang theo mối nguy hại, có thể làm hại mọi người bất cứ lúc nào. Thầy Tống đang cố gắng cân bằng dương khí. Sau khi sức khỏe thầy ổn định thì mới tiến hành xử lý thi thể của bà Tuyến. Phải đợi rất lâu cơ thể của thầy Tống mới bắt đầu được phục hồi. Thầy đưa tay lên bấm quẻ rồi lấy trong túi ra một mảnh giấy màu có dán hình hoa màu đỏ. Tất thầy đều nhìn chằm chằm về phía thầy Tống chờ đợi. Thầy liền bảo: lúc khâm liệm chính tay tôi đã làm lễ và đặt linh phù vào trong hai chiếc quan tài. Tuy nhiên kẻ thù ác đứng đằng sau đã cố ý thay đổi vị trí của hai thi thể, cho nên linh phù không còn phù hợp, không khống chế được âm hồn. Trước mắt bây giờ là tôi cần dùng linh phù để áp chế hai vong hồn mẹ con của bà Tuyến lại. Trong lúc làm lễ cần mọi người giữ im lặng. Âm hồn dễ phát hiện dương khí để tấn công. Bởi vậy mọi người làm ơn đứng yên, không nhúc nhích. Tuyệt đối là không được lên tiếng, cả không được la hét hay bỏ chạy. Có thể linh hồn sẽ dựng sắc sống dậy, tuyệt đối không ai được hoảng sợ. Ai nấy nghe đến chuyện âm hồn dựng sắc sống dậy, giống như là quỷ nhập tràng thì bắt đầu lo lắng. Người ta vốn dĩ chưa có ai chứng kiến quỷ nhập tràng, nhưng qua lời kể từ các cụ, qua các câu chuyện dân gian, ai cũng hiểu rằng khi quỷ nhập tràng thì những người chung quanh sẽ bị nó làm tổn hại. Con quỷ đi tới đâu sẽ bắt linh hồn của những người sống, thậm chí là còn có lời đồn rằng sắc sống sẽ hút máu người ta, ăn linh hồn của họ để gia tăng sức mạnh cho mình. Quỷ nhập tràng thích nhất là máu tươi, bởi vậy những cơ thể còn sống chính là nguồn thức ăn mà sắc sống thích nhất. Đám người làm bắt đầu co rúm người lại, ánh mắt lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Thầy Tống bèn giải thích cho mọi người hiểu về khả năng sắc sống bật dậy. Do cơ thể của hai mẹ con bà Tuyến bị mất do đuối nước, hơn nữa cái chết của hai người coi như là có liên quan mật thiết đến quỷ hai nanh. Chính con quỷ hai nanh mới là nguồn cơn của mọi chuyện. Chỉ cần khống chế được quỷ hai nanh
thì có thể khống chế được vong hồn hai mẹ con của họ. Ông của chúng nghe vậy thì bèn thắc mắc. Ý của thầy là thực sự có quỷ hay nanh bám lên hai mẹ con của thằng Huy. Vậy không phải là thằng Huy bị biến thành âm binh rồi về nhà cắn quấy phải không? Thầy Tống bèn đáp. Trước mắt tôi chưa dám khẳng định linh hồn của cậu Huy có bị biến thành âm binh đồng quỷ hay không. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định hiện tại ngài âm đang phát huy tác dụng ở đây. Con quỷ hay nanh này không tầm thường. Có lẽ thể pháp kia đã mất nhiều thời gian và công sức luyện ra một con quỷ tàn ác như vậy. Sức mạnh của nó có thể vượt trội cả khả năng của tôi. Chưa vào trận, mọi người đã nghe thầy Tống khẳng định quỷ hay nanh có sức mạnh hơn cả thầy, làm cho ai nấy đều hoảng sợ. Ai cũng biết là thầy Tống rất giỏi, vậy nhưng thầy vừa mới tự nhận bản thân của mình không bằng quỷ hay nanh. Một con quỷ hay nanh nhập vào cậu Hoàng đã khiến cho thầy Tống tốn nhiều sức lực. Nếu như bây giờ thực sự linh hồn hai mẹ con của cậu Huy cùng vùng dậy thì một mình thầy Tống làm sao có thể chống đỡ được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.